Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của ảnh hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay thì cả một số bạn đã tương tác ở trên trang Facebook và nói rằng là sao có quảng cáo nhiều vậy à thì đài sống là nhờ quảng cáo cho nên quý vị thông cảm thứ hai nữa đó là trong lúc mà có những cái quảng cáo đang chạy ở trên tv bình thường đó thì ở trên mạng facebook thì lại có cái hàng chữ là chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát thì quý vị thông cảm cho đó là những cái quy định mới để mà được livestream ở trên facebook và youtube à, quay trở lại với cái tin hồi nãy đó à, chúng tôi đã có nói sơ qua đó là một vụ bắt cũng lịch sử lắm ở tại San Francisco mà có liên quan tới người Việt. Ừ. quý vị cũng biết là trong những năm 2018, 2019, 2020 thì một số người đi du lịch ở vùng San Francisco đậu xe ở bên đường đi vô nhà hàng ăn hay là đi shopping ra thì bị xe bị đập kiến. rất là nhiều bạn đã bày tỏ cái bực tức của mình ở trên mạng xã hội nói rằng là cái, cái 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 thành phố gì đâu mà cứ đậu xe được một ít đó, một chút đó thì ra có xe đập tới hai lần nữa ừ. tức là sau khi đi sửa kiến lại tiếp tục cái hành trình đi du lịch của mình đó thì lại đậu xe rồi bị đập kiến lần thứ nhì thì có những xe họ đã phải dán lên trên xe là chúng tôi không còn gì để lấy trong xe này nữa hết Khuyên quý vị đừng đập kiến nữa đó họ họ bực như vậy đó thì những năm vừa qua À, cảnh sát đã âm thầm theo dõi sau khi mà cái tăng vọt lên về số xe bị đập kiến ở vùng San Francisco. Thì ngày hôm nay, à, hôm thứ hai vừa rồi, họ đã bắt giữ một người Việt Nam có tên là Quốc Lê, 41 tuổi, cùng với vợ của anh là chủ sở hữu của một cái tiệm boba bán trà sữa ở trên đường Larkin ở San Francisco có tên là tiệm Quickly Boba. Thì khi mà họ theo dõi một thời gian rồi cả năm trời Họ vô trong cái tiệm bô bà đó thì thấy ở trong này đó thưa với quý vị Cả một nhà kho đồ chứa ăn cắp Tức là những người đi đập kiến xe để lấy những cái laptop, iphone, bóp, ví sách gì đó Đều mang tới đây hoặc là hẹn anh chủ nhân này ra ngoài cây xăng rồi giao Họ đã âm thầm theo dõi theo với lại nhiều chiến dịch nhỏ 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 của họ à, thí dụ như là Operation Bulldog là để đi theo dõi coi là cái món hàng sau khi được lấy cấp đó sẽ được đưa về đâu vân vân thì cảnh sát đã dùng một chiếc xe để làm mồi nhử rồi sau đó dùng nhiều chiếc xe khác nữa tức là đậu bên lề đường ở một cái khu du lịch đông khách đông đông người rồi trong đó để trình in ra đó ngay trên ghế đó là cái laptop rồi cái phone này kia rồi để đó mà những cái máy đó đều có gắn thiết bị theo dõi hết. Ừ. rồi những máy đó ăn cắp xong sẽ được đưa về đâu đi đâu. họ muốn bắt nguyên ổ mà. thì sau khi mà họ thấy chiếc xe đó bị đập kiến rồi tới ăn cắp đồ rồi thì những người này đã nhanh chóng di chuyển Một là về tiệm boba này. Ồ. hai là ra đứng ngoài cây xăng gần đó ừ. rồi gọi điện thoại cho ai đó thì có người sẽ chạy ra lấy cái mua những cái đồ ăn cắp đó và thường là cái anh này là cái anh là người đi mua. Đó, ừ. những đội cắp ra về chứa trong nhà kho Và khi cảnh sát uh, uh, ập vào đó Mà ngày hôm qua họ đưa ở đây đó Họ nói rằng là cả ngàn cái laptop Cả ngàn cái phone bóp ví này kia nữa Nhưng mà họ theo dõi tiếp tục Coi coi là những cái món đồ này cuối cùng nó đi về đâu Thì hầu hết những món đồ này đó Chỉ trong vài ngày thôi Là nó đi từ cây xăng tới tiệm Boba Boba rồi hai ba ngày sau tới một công ty chuyển đồ FedEx Ừ. rồi mấy ngày sau thì cái đồ này nó đi về tới hồng kông việt nam wow. trung quốc ba nước đó và có một số đi về miền nam của california này nữa ừ. thì anh chàng này đó thì bị bắt và hiện nay đã đóng tiền tại ngoại hầu cha cũng như là theo như bài báo thì không biết anh có có mướn luật sư hay chưa nữa à, anh ta bị à, gọi là à, cáo buộc đó rất là nhiều tội ừ. trong đó tội mà nặng nhất đó là tàng trữ đồ ăn cắp mua những đồ biết là đồ ăn cắp mà vẫn mua đó thì à, cái chuyện này xảy ra ở San Francisco và trong 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 gọi là suốt một năm trời vừa qua đó họ nói rằng là cái số lượng xe mà bị đập kiến ở vùng San Francisco nó tăng vọt lên tới 41 phần ừ. trăm tức là mình cũng thấy trên mạng xã hội các bạn mà đi uh, du lịch ở San Francisco đó rồi về rồi than rằng là đậu xe mới có một chút rồi đi ra đi vô là đập bể kiến lấy đồ ở trong hết rồi tại vì mang theo hành lý đó lúc mà đi uh, đi du lịch mang theo nhiều đồ mà ừ. và cảnh sát cho hay rằng là với những cái số uh, laptop rồi đồ điện tử thiết bị đồ này kia đó mà họ đã tịch thu được từ cái nhà kho của cái tiệm bô bà này đó họ sẽ truy lùng ra coi ai là chủ nhân để trả về cho nên các bạn nào mà đang nghe chương trình đó mà đã từng đi san francisco rồi bị mất đồ đập kiến này kia đó ừ, giờ thì có cơ hội à, ha. Mình, mình liên lạc với lại sở cảnh sát ở trên san francisco để tìm hiểu coi là món đồ của mình đó nó có đi về tới việt nam hay trung quốc hay hồng kông hay chưa hay còn ở đây còn ở đây thì mình lấy lại được ừ, hy vọng như vậy khủng khiếp à, thưa quý vị ngày hôm qua à, thì cảnh sát ở à, San Bernardino County đã ra một cái cái thông báo cho biết rằng là họ đã tìm thấy một chiếc xe ở trên đó có một người phụ nữ 46 tuổi và một đứa con trai 2 tuổi đã chết. Thì thật ra là họ đã xác định được đây là một cái vụ là giết người tự sát, ừ. tức là người mẹ đó đã bắn vào đứa con trai của mình rồi sau đó là tự kết liễu cuộc đời của mình. Thì người phụ nữ và người cái đứa bé này á là ở Las Vegas thì hôm ngày thứ bảy vừa rồi thì gia đình của họ đó đã báo với cảnh sát rằng là hai mẹ con này mất tích. Cho đến sáng chủ nhật, sáng chủ nhật thì cảnh sát ở San Bernardino đã nhìn thấy cái chiếc xe họ gọi là một chiếc xe trông rất là khả nghi bởi vì nó cứ đậu đó hoài mà nó không có, có không có thấy gì hết thì khi mà người ta đến nơi đó thì đã thấy là hai mẹ con đã chết rồi thì người mẹ là Alma Molina 46 tuổi đó và một đứa bé trai à, thì Bây giờ thì dĩ nhiên là cái chuyện nó đã rồi nhưng mà với những cái tình tình hình này nó xảy ra ví dụ như ngày hôm đầu tuần quý vị cũng nghe rồi là một người mẹ trẻ đã bắn chết ba đứa con ruột của mình với cái sự trợ giúp của đứa con 10, 10 trai 16 tuổi đó thì tất cả những người này đều có những cái biểu hiện liên quan đến chuyện tâm thần, liên quan đến trầm cảm, liên quan đến nhiều lắm. Cho nên từ cái vụ này thì cảnh sát một lần nữa lên tiếng nói rằng là nếu như quý vị rơi vào trong cái tình trạng là buồn rầu, là tuyệt vọng hoặc là có cái gì đó thì nhớ rằng là hãy gọi cho một ai đó. Thí dụ như mình không có đủ, mình không có dám tiết lộ với người thân, người quen thì mình sẽ gọi đến một cái số đó là 8 002738255 à, cái số để mà mình giống như mình cần một cái sự nói chuyện thì có người người ta sẽ lắng nghe cái cái chuyện của mình để mà rồi họ giúp đỡ mình coi là nên làm như thế nào hay là nếu như những người thân người quen bạn bè mà nhìn thấy những cái người bên cạnh mình đó, đó có những cái biểu hiện đó mà mình hỏi họ không nói thì mình cũng nên giống như là mình gọi để mình cho cái cái gọi trung tâm này uh, là 8273 8255 để người ta có những cái biện pháp để người ta tiếp cận với người đó người ta giúp họ làm sao để mà giải tỏa được những cái nỗi u uất hay là những cái dấu hiệu gì của họ chứ đừng đưa đến những cái tình trạng mà thê thảm như thế này nhất là những người mẹ đã khủng hoảng xong rồi họ không có giải quyết được thì lại bắn chết con mình rồi sau đó lại tự sát nữa thì cái điều đó là quá là đau lòng à, rất là nhanh trước khi hết giờ đó thì ngày hôm nay à, sáng sớm ngày hôm nay thì thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã tới Washington à, khi máy bay ông đáp xuống ở phi trường Andrew ở Washington trong chuyến công du 7 ngày ở tại Hoa Kỳ này đó thì à, ông sẽ thăm Bộ nông nghiệp, nè, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp của Mỹ nè, rồi Bộ trưởng tài chính Janet Yellen nè, rồi Bộ trưởng tài chính của Ngân hàng Thế giới nè nói chuyện với các nghị sĩ và à, theo như cái chuyến đi này đó thì Đại sứ à, Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Mark Napper cũng như là ông đại sứ việt nam và hoa kỳ này đều nói rằng là để nâng tầm quan hệ mới đối tác giữa hai bên sau uh, nhiều năm À, gọi là bình thường hóa quan hệ ngoại giao và ông thủ tướng phạm minh chính cũng hy vọng rằng là chuyến đi này sẽ nói rõ tầm quan điểm của việt nam đối với chiến trường ở biển đông cũng như là à, việt nam đối với cuộc xâm lăng của nga tại ukraine như thế nào thì à, chắc chắn là anh hoàng trọng thủy sẽ gửi đến quý vị à, sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. À, cảm ơn nguyễn trường cảm ơn sự theo dõi của quý vị và à, nguyễn trường ngọc lan hẹn gặp lại quý vị vào chương trình trò chuyện cùng little sài gòn tv vào lúc 6 giờ chiều nay cùng với nhà sản xuất phim trần dần cho bộ phim bóng đè Chính xin kính chào quý vị